từ trước đến giờ có thể là bà con mình đã sử dụng miễn phí sức khỏe của chúng ta, đúng không? Đến một lúc nào đó hay là đến bây giờ, bà con mình đã cảm thấy các triệu chứng đau lưng nè, mỏi gối nè, rồi mắt mờ nè, rồi tai chúng ta có thể là không còn nghe rõ được nữa. Đó là triệu chứng của thận gan bà con đang yếu. Vậy thì chúng ta hãy tìm những cách tự nhiên như thế này bổ sung sức khỏe cho cơ thể. Như thế thì Lâm nghĩ bà con mình mới có được sức khỏe tốt hơn, và sức khỏe của bà con mình chắc chắn sẽ được cải thiện qua từng ngày. Xin chào quý cô bác anh chị, xin chào các bạn. Khi Lâm chia sẻ về dược liệu tấn khẩn, cụ thể là về củ tấn khẩn, một loại dược liệu rất là tốt của núi rừng, một loại dược liệu có thể giúp cho một người khỏe, hai người vui, thì bà con mình có hỏi Lâm về hình dạng cây. Do bận quá nhiều công việc cho nên Lâm chưa ghi hình được hình ảnh của cây tấn khẩn. Vậy thì hôm nay thu xếp được chút đỉnh thời gian, Lâm xin mang đến cho quý cô bác anh chị và các bạn mình về hình ảnh thực tế của dược liệu tấn khẩn. Lâm nghĩ thông qua cái video này thì bà con mình sẽ hiểu rõ hơn về dược liệu tấn khẩn. Trong video này thì Lâm cũng xin bổ sung thêm một số vị thuốc khác, một số vị thuốc mà Lâm nghĩ bà con mình nên bổ sung trong cái việc mà bà con mình dùng dược liệu tấn khẩn. Để làm gì, đúng không? Bà con sẽ đặt câu hỏi. Để tăng thêm tác dụng của bài thuốc, để giúp cho bài thuốc của bà con mình nó có tác dụng mạnh hơn. Như thế thì Lâm nghĩ cơ thể của bà con mình sẽ tăng được rất là nhiều sức khỏe. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời quý cô bác anh chị và các bạn mình cùng Lâm quan sát về dược liệu tấn khẩn ở ngoài tự nhiên nó sẽ như thế nào. Từ đó thì sẽ giúp cho bà con mình dễ nhận biết, dễ tìm kiếm hơn trong tự nhiên. Chắc là bà con mình chưa nhận ra, đúng không ạ? Đây chỉ là cây môn nước thôi nha bà con. Cây môn mà chúng ta dùng cái tàu của nó chúng ta ăn. Đó. Trước tiên thì Lâm mời bà con mình quan sát về cái hình ảnh lá môn ha. Sau đó thì Lâm sẽ giúp cho bà con mình phân biệt với dược liệu tấn khẩn. Lá môn của chúng ta thì hình dạng nó giống như trái tim như thế này. Đây. Đây. Rồi. Đây mới là dược liệu tấn khẩn nè bà con. Lâm sẽ chứng minh cho bà con mình những cái điểm khác của dược liệu tấn khẩn. Rồi, chúng ta đến với nhân vật chính của chúng ta. Đây là lá của dược liệu tấn khẩn nè bà con. Đó. Chúng ta có thể tạm gọi là cây tấn khẩn. Đó. Vậy thì hình thức lá của nó là quay tổng quát như thế này. Chắc là bà con mình biết đúng không? Đây. Rất là khác với lá môn, đúng không bà con? Đây. Đây là lá môn. Đó, lá môn nước đó bà con. Chúng ta có thể dùng những tàu như thế này, chúng ta muối chua chúng ta ăn, hoặc là chúng ta xào, xào với các loại thực phẩm khác. Đó, đây là lá môn. Còn đây, đây là lá tấn khẩn. Đó. Đây. Đó, bà con quan sát kỹ ha. Đây. Đây, Lâm sẽ quay chi tiết như thế này để cho bà con mình quan sát. Đây. Đây là củ tấn khẩn nha bà con. Đó, củ tấn khẩn. Rồi. Đây là lá tấn khẩn và đây là lá nhỏ. Đó, lá nhỏ của dược liệu tấn khẩn. Rồi. Đây, củ của nó nè bà con. Đó. Bà con mình, những khán giả của kênh Phan Lâm Vlog luôn luôn có những hình ảnh thực tế ở ngoài tự nhiên như thế này. Bởi vì Lâm biết bà con mình sẽ dựa vào những cái chi tiết mà Lâm chia sẻ để bà con mình tìm kiếm. Rất ít người biết được cái lá tấn khẩn nó ở ngoài tự nhiên nó như thế nào, đúng không? Hôm nay bà con mình xem cái video này, bà con mình biết được thực chất dược liệu tấn khẩn, cái cây nó như thế nào, đúng không? Đó. Có một số người thì người ta gọi là dây này là cây na rừng. Cây na rừng thì nó có trái rất là to, to khoảng trên dưới nửa ký cũng có.
Đấy, người ta dùng cái trái na rừng, người ta cũng ngâm rượu. Trái na rừng thì nó có hai loại, một loại màu xanh và một loại màu đỏ, đúng không? Cây này thì người ta gọi là cây na rừng, nhưng mà nó không phải là giống na đó. Đó, cây này lá của nó rất giống lá môn, nhưng mà không phải nha bà con. Đây, đây là cây môn đây, đó, lá của nó. Còn đây là lá tướng khửng. À, bà con mình quan sát kỹ rồi đúng không? Rồi, bề mặt dưới lá. Đây, còn bề mặt dưới lá môn thì nó cũng gần tương tự đúng không? Nhưng mà Lâm cảm thấy á, thì bề mặt dưới lá tướng khửng gân của nó nhiều hơn. Đây. Còn đây là bề mặt dưới lá môn. Rất là khác đúng không bà con? Đây, còn lá to của lá tướng khửng. Đấy. Những đặc điểm như thế này thì bà con mình cố gắng quan sát ha. Đặc biệt là những cái gân nhỏ của nó. Đó. Như thế này. Còn lá môn thì không có nha bà con. Đó. Đây. Những cái lá môn to. Đó. Rồi. Vậy thì dược liệu tướng khửng này, khi bà con mình dùng, Lâm khuyên bà con mình chúng ta nên kết hợp với lá thiên linh tỵ. Rồi, lá thiên linh tỵ. Lâm cũng đã chia sẻ một cái video chi tiết về lá thiên linh tỵ rồi. Rồi bà con mình kết hợp cho Lâm á là dây ruột gà. Dây ruột gà có nghĩa là dây ba kích đó bà con. À, cái phần cũ của nó. Nếu như bà con mình kết hợp thêm được sâm cao đen thì thực sự đây là một cái bài thuốc mà sẽ giúp cho bà con mình có rất là nhiều sức khỏe, tăng sinh lực cho cơ thể, bổ gan, bổ thận. Có thể nói là cực kỳ tốt luôn. Trong cái video này, Lâm muốn giúp cho bà con mình phân biệt được dược liệu tướng khửng ở ngoài tự nhiên, thực tế nó như thế nào. Tiếp theo thì Lâm bổ sung thêm cho bà con mình một số vị thuốc mà bà con mình có thể áp dụng trong cái việc mà bà con mình dùng chung với dược liệu tướng khửng. Ở đây nếu như bà con nào mà không dùng rượu được á, thì bà con mình có thể là chúng ta sắc thuốc để chúng ta dùng. Còn nếu như bà con mình dùng rượu được á, thì thật sự đây là một cái bài thuốc mà giúp cho bà con mình rất là tiện trong cái việc sử dụng. Đó. Về dược liệu tướng khửng á, thì gần như bà con mình chỉ cần dùng 5-7 lần thôi. 5-7 lần thôi là đã có tác dụng rồi. À, mỗi một ngày bà con mình đã dùng được 3 lần rồi. Vậy thì có thể dùng không quá 3 ngày đã có tác dụng rồi. Đó. Vậy thì bà con nào, những người nào đã sử dụng dược liệu tướng khửng thì có thể để lại bình luận trong cái video này ha. Rồi nếu như bà con mình kết hợp được các dược liệu mà Lâm giới thiệu hôm nay thì Lâm nghĩ sức khỏe của bà con mình sẽ cải thiện không quá 5 ngày. Người nào cơ thể không khỏe thì có thể sau 7 ngày bà con mình đã có được tác dụng rồi. Từ trước đến giờ có thể là bà con mình đã sử dụng miễn phí sức khỏe của chúng ta đúng không? Đến một lúc nào đó hay là đến bây giờ bà con mình đã cảm thấy các triệu chứng đau lưng nè, mỏi gối nè, rồi mắt mờ nè, rồi tai chúng ta có thể là không còn nghe rõ được nữa. Đó là triệu chứng của thận gan bà con đang yếu. Vậy thì chúng ta hãy tìm những cách tự nhiên như thế này bổ sung sức khỏe cho cơ thể. Như thế thì Lâm nghĩ bà con mình mới có được sức khỏe tốt hơn. Và sức khỏe của bà con mình chắc chắn sẽ được cải thiện qua từng ngày. Rồi, đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn mình đã dành thời gian theo dõi video của Lâm. Video này Lâm nghĩ sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Video này sẽ là món quà mà bà con mình gửi tặng cho người thân, gửi tặng cho những người lớn tuổi, gửi tặng cho những người mà bà con mình cảm thấy yêu quý, kính trọng. Bởi vì bài thuốc này là một bài thuốc rất là tốt cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn mình Lâm sẽ kết thúc video. Mong rằng thông qua những cái video của mình, Lâm gửi đến cho bà con mình được những cái điều mà bà con mình cần thiết trong cuộc sống. Rồi, đến đây thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.